bên đây mà chị biết bên đây là gì. Ơi. Ừ, tép nó đi. Hán lại đi photo xoay vẫn chính nè. Ơi. Xếp đi. Em mừng đồng chờ đến năm 23 là bắt mắng nhỏ rồi. Đủ mẹ thôi thì bên tay nó sai mình làm. Sai tay nhỉ. Sơn rồi đi lấy vặt bò đây rồi chưa? Anh lên rồi. Đi bữa mưu. Đi hồi năm đi trước. 3 năm rồi. Bữa năm gì mà đang không ghé mình? À, lúc ấy là anh đi theo tour. Đi theo đoàn đấy. Đi theo đoàn. Đi là con. Đi theo đoàn, lần tour du lịch liên tục hay về lo đoàn nó không, nó đến Hội An nó cứ đứng ở Hội An nó điện về bảo về quê nhưng mà đấy chẳng có cái gì gửi không, có cái gì gửi ra không cho mình. Nếu cứ về Hội An đó mình là sang cái đất mình đó thì chơi mà cũng như có anh là qua luôn mình ăn. Đi chung quê đi. Nếu mà đi chơi trong ngày thì ở ngoài miền Bắc thì cái ngoài đi cũng làm thì đã để có thời gian và vài vài ngày thì có, nhưng còn ngoài miền Bắc thì cái điểm du lịch thì hiện tại thì hết. Anh à, chị hướng ra đây đầy dùng chưa? Tiền cũng có nhưng thích đâu mà mình chưa biết. Chị lo đi lấy đầy dùng chưa? Đầy dùng chị đi ngon thôi chứ ngon hơn đây không cô. Chị nghe chị Bình chị lên Thanh Sơn á. Chị Thanh bắt rụt chị đến Thanh Sơn á. Cái xong chị Minh, chị giao chị bảo nó thôi rồi. Cũng không có gì vui lắm đâu thiếp ơi, thôi không vào. Hai anh em đi ngon thôi. Em đi với anh là tháng 6 âm lịch. Nó hết ngày mùa dỗ rồi đi, bây giờ phải đi cái mùa này là ngày à, mùa này là lễ nè. Mùa lễ hội đến tháng 3. Tháng 3 âm lịch là lũ hai lễ hội chính. Từ Tết ra cái là chỉ đến tháng 3 ra ngoài tháng 3 là chỉ có cho khách tham quan được lễ hội. Cái hôm đó là vì ông con lại thấp nhờ chứ. Đúng là vô nhà bác quân sự, bác Việt. Tao em đỗ rồi, ở điểm nào em? Em Bình chùa Ninh Hướng à? Uh-huh.
kìa. Hả? Đâu? Chỗ nào? À chú điểm điểm chỗ đông đông đấy đúng không? Chú cảng đấy chứ không? Ờ hay chưa? Ta cũng chưa đeo đá rồi Bình. Dạ. Đến rồi. Ừ. Đến rồi đến chú Bình xuống. Đó đó chiếc rồi đó đó. Đâu? Đó đó. Ừ. To như ở chỗ đó đó. Ừ. Sao về 8 triệu bữa nào chưa? Chưa. Đó, chắc vào to nhất đây, 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 đây chỗ chỗ cái xanh xanh lý xanh xanh đây. Có chậm mốt. Chứ này tới đâu đây? Thôi điện ký, bà này biết mà bà vô luôn. Không. Ấy là điện cho người vô bao nhiêu đâu ta. À. À. Chứ bà điện ký. Chiếc mà có chai chai trước đi sao đó. Điện đó. Điện trong nhỏ nè. Chiếc mà viền đỏ mà màu nâu nâu đó. Chiếc giọt bát cua đỏ đó. Đó. Không biết ngồi đó bất chính nha. Ừ. Thôi. Tự quay đầu đứa rồi, đứa rồi đúng như mới mà đây mà. Không biết thầy cá thấy sao điện thoại đây lão bấm cô được mấy cháu rồi mới nữa là cháu trai cháu gái một trai gái cháu lớn là bao nhiêu rồi cháu cháu lớn được 6 tuổi rồi 6 đến là lớn đấy cháu lớn được 6 tuổi à con bé bà đứa tao chơi tí vô xe tao một tuổi đứa tao chơi tí vô à thôi anh em thế là tuyệt vời rồi em ạ thế là tuyệt vời rồi thôi để lúc khác thế này em với hai em thế nào nói là mẹ em mới học xe buýt chờ đi xe buýt chờ đi xe buýt chờ đi xe buýt chờ đấy đó chiếc vô bán dài thì anh sang kìa đó à. Bán dài đây chứ à đó chiếc cái tàu đó, đâu tàu chiếc cái này đó chỗ nào chắc đi giềng đỏ đỏ sao đó à từ từ đó có thúng này có một cái bệnh gói thúng đấy gì à rồi rồi thôi chúc giùm mình đi gặp nhiều thắng lợi to nó có thúng nó đó có mà vâng từ từ để mở cửa xuống mở cửa đã vâng xuống xe đấy con xin bước xuống và cùng xuống bật cái ghế thằng kính một ghế để cho em chín sao có chỉ cho mai đây? Hey. Lâu em. Đây có thúng đấy gì? Có thúng đỏ đỏ đấy gì? Đâu rồi có thúng rồi. Rồi. Ok em nhá. Em rất thật là tuyệt vời anh em mà được giây phút rất là ngắn ngủi rất tuyệt vời nhá. Chúc em may mắn nhá. Đây tàu em đây chứ gì? Anh biết rồi, cái hôm anh đi qua đây đã thấy rồi. Con ná cơ đấy á. Không à. Thằng Minh Sáng này đấy đang bơi thúng vào đấy chứ gì? Đó đó, chúng mời thúng rồi. Không có làm con gì đấy sao cái con gì vậy? Thầu gì cửa mà. Nhá. Yeah. Ở đây hẹn gặp lại em nhá. Ok. Xe ông Thảo rồi, không đi vào đây. Thoải mái em thân thân biết cũng biết. Thôi, em đi biển thôi chúc với anh chị Lan. Thôi đi chơi vui vẻ còn chúc đi hồi lên đường tỉnh lộ Vân An. Ok em. Cảm ơn em nhá. Ừ. Chúc hai em nhá. Rồi. Thu gặt được nhiều tháng lợi nhá. Nhá. Và may mắn nhá. 10 20 lần nhá. Giờ đâu có chính ra chứ bằng không chừng thôi đi biển. Nói chào rồi chứ. Chúng ta tóc gặp lại. Thế nhá. Đó, em đi đi. Em đi đi. Ừ. Thế phải ai ra đón đi, điện ra đón. Bằng sống xuống sống nữa. Ở đây á, anh đến đây rồi. Ừ. Rồi. Ừ. Hai anh em một cả chiếc. Dạ, hai anh em. Đây là cái bánh trên trò này. Không ngon đây. Hồi xưa đường mình đi gặp được cánh cây là đi nhỏ đây. Đây món thế này. Món thế này thảo quang tay món thế dưới này. Không biết thì không biết là gì mình. Ở đây miết chặt miết xuống tới cửa đẹp đó. Qua điểm dưỡng.
mấy giờ nghỉ dưới trong chiều mình đi chứ. Không, giờ chạy luôn. Giờ chạy luôn à? Ờ. Chạy bao nhiêu hải lý nữa? Đường chạy hết chiều. Em điện đi. Em điện vào đón đi. Dạ, đó, đây, phải giá vô đó. À. À, kìa. Ừ. Xong đi. Đi. Đi đi. Thế rồi. Thế thôi em nhá. Yeah. Hẹn gặp lại em nhá. Hẹn gặp lại nhá. Ok em. Hẹn gặp lại. Nha. Làm nha. Rồi rồi. Em. Rồi rồi. Thế nhá em nhá. Hai em nhá. Rồi. Rồi lần nữa nhá. Ok. Nhiều kết quả đi em nhá. Ok anh chị. Rồi. Tí nhá. Thế nhá. Bye bye. Đâu vậy?